Rồi, ok. Xin chào quý vị các bạn, trở lại với channel của mình. Và như hôm rồi mình vừa giới thiệu thì nó đập hộp một chiếc xe bán tải giá rẻ nhất, phiên bản thấp nhất, màu đen. Và hôm nay thì ở đây chúng ta có phiên bản màu đỏ, cũng của cái phiên bản Ranger XL số sàn 2 cầu mà hôm trước mình đã giới thiệu cho quý vị và các bạn. Hôm nay với điều kiện ánh sáng tốt hơn và chiếc xe vừa mới về, chuẩn bị bàn giao cho khách hàng, chưa cho qua khâu PDI, xe khá là mới, vừa đánh từ kho về nên sẽ hơi bụi một tí, quý mong quý khách hàng thông cảm. Thì ok, như mình đã giới thiệu thì đây nó là phiên bản thấp nhất, giá rẻ nhất. Đi một vòng từ trong ra ngoài đi thì hệ thống điều khiển đèn vẫn đầy đủ với kiểu điều khiển đèn cơ bản của Ford. Cửa gió điều hòa thì vẫn rất đầy đủ trên xe. Ở đây sẽ là công tắc điều chỉnh mặt gương điện. Trên vô lăng thì chúng ta sẽ không có cruise control ở trên phiên bản này. Tuy nhiên thì với một chiếc xe chỉ hơn 500 triệu mà lại có vô lăng trợ lực điện. Đấy, vô lăng trợ lực điện trên những mẫu xe có thể nói là tiền tỷ hiện nay, mà vẫn rất nhiều mẫu vẫn chỉ là trang bị vô lăng dầu thôi. Mặt nội thất thì không có gì cả. Đây là phiên bản XLS của 2017 ngày xưa và vẫn khá nhiều nút bấm. Tuy nhiên thì điều hòa sẽ là điều hòa cơ, cổng sạc USB, số sàn 6 cấp, khe đựng nước và bệ tì tay. Ghế thì tất nhiên là ghế chỉnh cơ và là ghế nỉ. Đấy nỉ. Cũng không có cửa gió, điều hòa hay là chống ồn chủ động ở trên phiên bản này. Đó, rất là cơ bản. Chúng ta sẽ không có màn hình, không có màn hình hiển thị camera lùi, không có cruise control. Tuy nhiên vẫn có đàm thoại rảnh tay. Và ở phía ngoài thì như mình có đề cập, một chiếc la răng thô hơn. Đó. Và ở đây thì chúng ta được trang bị một mặt ca lăng nhựa khá giống với XLS. Hệ thống đèn, hệ thống đèn trên phiên bản này thì toàn bộ sẽ là đèn halogen. Động cơ 2.2 160 mã lực. Và hơi tiếc nó là không có bậc lên xuống, không có thanh chắn ở phía trên giống phiên bản XLS. Kể cả phía trên này, bình thường chúng ta sẽ có một chiếc đèn hậu báo phía sau. Đó. Về phần đuôi thì chúng ta sẽ không có một bộ cản sau giống như của XLS. Đấy, chỗ này chỉ đơn giản chỉ lắp biển thôi, không có quá nhiều chi tiết đánh giá hay là ký hiệu phiên bản XL, mà sẽ không có chữ XL đâu, đơn giản chỉ là trắng Ranger 4x4 hai cầu. Đó, quý khách hàng có nhu cầu mua một chiếc xe chỉ là đơn giản phục vụ công việc vận chuyển đi lại và chở đồ thì đây là một chiếc xe ngon, bền và rẻ. Đó, Ford Ranger mới chỉ hơn 500 triệu và chi phí hoàn thiện đâu đó chỉ 600 một chút, hơn 600 một chút. Mọi thông tin, chi tiết, đánh giá hay nhu cầu cần tư vấn, đấy, báo giá xe tại thời điểm quý khách hàng đặt mua thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp với mình qua hotline. Và cái lượng xe này trước Tết thì sẽ không còn nhiều, quý khách hàng nhanh chóng cân đối và đưa ra quyết định cho mình. Nếu quý khách hàng cảm thấy video này bổ ích thì vui lòng cho mình một like, xem và subscribe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.